Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của anh Tài Trần. Actually, bài dịch của anh Tài Trần. 500 người lính anh hùng tại sân bay Phụng Dực, bang Mê Thuộc. Lời nói đầu, thành phố bang Mê Thuộc đã bị quân Cộng sản Bắc Việt tấn công vào sáng sớm ngày 10 tháng 3 năm 1975 và mọi kháng cự có tổ chức đã chấm dứt vào ngày 11 tháng 3. Tuy nhiên, tại hậu cứ của Trung đoàn 53, Sư đoàn 23, đóng tại sân bay Phụng Dực, cách thành phố này 6 cây số 4 về phía đông, dù bị tấn công ngay từ sáng sớm ngày 10 tháng 3 bởi đặc công và các ngày kế bởi Trung đoàn 149, Sư đoàn 316 Cộng sản Bắc Việt, 500 chiến sĩ của Trung đoàn 53 vẫn còn tử thủ. Họ đã chiến đấu anh dũng trong 7 ngày và tan hàng vào sáng ngày 17 tháng 3, khi chỉ còn khoảng 100 tay súng đã kiệt sức, hết đạn và lương thực. Sau đây là phần chuyển ngữ từ trang 189 tới 196 của quyển Black April. Khoảng xế chiều ngày 12 tháng 3 năm 1975, hai tiểu đoàn của Trung đoàn 45 Sư đoàn 23 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa mà Trung đoàn trưởng là Đại tá Phùng Văn Quang đã được trực thăng đổ xuống bên ngoài băng Mê Thuộc và sau đó họ chiếm đồi 581. Đồi này khoảng 1,6 cây số phía đông sân bay Phụng Dực, cũng là hậu cứ của Trung đoàn 53, Sư đoàn 23 Bộ binh, nơi các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang tử thủ. Trung tướng Cộng sản Bắc Việt Hoàng Minh Thảo đã lập tức biết tin này. Điều này đã đúng y như tiên đoán. Tân Phú chỉ có thể tái chiếm băng Mê Thuộc bằng cách đổ bộ viện binh xuống phía đông của thành phố này và tấn công từ hướng này. Khi hay tin đại đội trinh sát của Trung đoàn 45 đang cố gắng bắt tay với Trung đoàn của mình, Thảo đã lập tức ra lệnh tấn công hai đơn vị này của Việt Nam Cộng Hòa. Nói thêm, đại đội 45 trinh sát thiện chiến này đã có mặt tại vùng rừng núi Đức Lập phía tây của băng Mê Thuộc trước ngày thành phố này bị tấn công, và ngày 9 tháng 3 được lệnh tăng phái cho Trung đoàn 53 tại sân bay Phụng Dực. Hậu cứ này của Trung đoàn 53 ở khoảng 6,4 cây số phía đông của băng Mê Thuộc, nằm trên một mảnh đất bằng phẳng ở giữa quốc lộ 21 và một đường khác đi về phía nam để bảo vệ một chu vi phòng thủ dài hơn 800 mét. Chỉ huy Trung đoàn 53 chỉ dựa vào khoảng 500 chiến sĩ gồm tiểu đoàn 3, Trung đoàn 53 và đại đội chỉ huy của Trung đoàn. Rất may mắn, các chỉ huy cũ đã chuẩn bị việc phòng thủ rất vững chắc. Trại này được bao quanh bởi 7 vòng rào kẽm gai, một hào chống tăng rất sâu và cuối cùng một thành lũy bằng đất kiên cố với những hầm trú ẩn hay băng cơ có trang bị súng đại liên, một số thiết vận xa M113 và những toán súng cối tăng cường cho lực lượng phòng thủ, với một phòng tuyến mạnh mẽ và được chỉ huy xuất sắc bởi Trung tá Võ Ân, họ đã đánh bại những đặc công Cộng sản Bắc Việt vào sáng ngày 10 tháng 3. Cũng có một cuộc tấn công khác vào ngày 11 tháng 3 khi Trung đoàn 149 của Sư đoàn 316 Cộng sản Bắc Việt tấn công lần đầu vào trại này. Sau loạt đại bác mở đường, lính Cộng sản Bắc Việt tấn công. 2 giờ sau, hàng chục xác lính Cộng sản Bắc Việt nằm rải rác trên chiến trường. Những người lính của Trung đoàn 53 Việt Nam Cộng Hòa đã đẩy lui đợt tấn công lần thứ hai này, nhưng tình hình ngày càng bấp bênh, người bị thương không được di tản và đạn dược đang giảm dần. Một số đạn dược và lương thực đã đến với họ qua thả dù, nhưng việc này càng lúc càng khó khăn, vì Cộng sản Bắc Việt đã cố gắng đưa súng phòng không đến sát trại. Lính trong trại bị tổn thất hàng ngày do pháo kích, cũng như bởi đột kích vào ban đêm của bộ binh Cộng sản Bắc Việt. Tình càng xấu hơn, vào ngày 13 tháng 3, khi một tù binh đã khai là lính của Sư đoàn 316 Cộng sản Bắc Việt. Cuộc tấn công của Cộng sản Bắc Việt tại đây chia làm hai mũi, một nhắm vào trại và một nhắm vào sân bay Phụng Dực gần đó. Cũng như phần lớn các căn cứ Việt Nam Cộng Hòa, căn cứ này của Trung đoàn 53 có một điểm yếu quan trọng, không có chướng ngại vật ở cổng chính, ý nói hào sâu để chống chiến xa. Lẽ đương nhiên, đây là nơi Bắc quân đã chọn để tấn công. Mỗi mũi tấn công có 3 xe tăng dẫn đầu,
theo sau là một tiểu đoàn bộ binh. Do nghĩ rằng tinh thần của quân Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ, mũi tấn công có chiến xa dẫn đầu này đã không có pháo binh dọn đường, và Bắc quân đã trả giá cho việc này như mô tả sau đây. Vào bình minh của ngày 14 tháng 3, trung đoàn 149 của sư đoàn 316 Cộng sản Bắc Việt, dẫn đầu bởi 6 xe tăng, đã tấn công doanh trại của trung đoàn 53 và sân bay Phụng Dực. Họ đã nhanh chóng phát hiện sân bay đã bị bỏ trống, không có ai bảo vệ, nhưng mũi tấn công vào doanh trại đã vấp phải chống trả quyết liệt. Một xe tăng đi lạc và hai chiếc khác đã làm lẫn quẹo trái ở cổng chánh, đưa cạnh sườn cho các tay súng của trung đoàn 53 Việt Nam Cộng Hòa. Một xe tăng bị tiêu diệt và đơn vị bộ binh Tuần Thiết bị thiệt hại nặng. Chiếc kia tiếp tục đi xuyên qua căn cứ và cũng đi lạc. Dù bị thất bại trong lần tấn công thứ ba, Bắc quân vẫn không nhục chí. Chỉ huy trung đoàn 149 xin viện binh và cần thêm thời gian để tấn công lần nữa. Tướng Thảo từ chối, ông ra lệnh trung đoàn 149 phải chiếm căn cứ này vào tối ngày 14 tháng 3 bằng mọi giá. Thảo tăng cường 5 xe tăng cho 4 xe đã tham chiến vào buổi sáng. Đợt tấn công mới này sẽ gồm một mũi vào cổng chánh của căn cứ, một mũi thứ hai từ hướng Tây Nam, trong khi 3 xe tăng sẽ yểm trợ cho mũi thứ ba ở phía Bắc và sẽ bắt đầu vào buổi chiều. Điểm yếu của Bắc quân là thiếu linh hoạt, họ chỉ xuất sắc khi nghiên cứu chiến trường và tập dượt kỹ lưỡng. Khi họ không có yếu tố này, họ dễ thất bại. Tiểu đoàn bộ binh đi theo mũi Tây Bắc đã không đến đúng giờ, những đơn vị khác cũng vậy. Khi thấy mặt trời sắp lặn, vị trung đoàn trưởng Cộng sản Bắc Việt ra lệnh tấn công. Kết quả cũng như cũ, cánh quân đánh vào cổng chánh đã nhanh chóng sa lầy bởi hỏa lực dữ dội của lính Việt Nam Cộng Hòa. Lính Bắc quân ngồi trên xe tăng đã rơi rụng do đại liên của lính phòng thủ. Tệ hơn nữa, khi trời tối, các xe tăng này chạy lung tung. Một chiếc đã rơi xuống hào sâu chống tăng và trúng hỏa tiễn M72. Nòng súng của một chiếc khác đâm vào một thân cây, chiếc thứ ba vướng vào kẽm gai và phải ngừng lại. Mũi tấn công khác cũng không tốt hơn. Một xe tăng bị trúng đạn và những chiếc khác đã không thể vượt qua chu vi phòng thủ. Dù cuối cùng bộ binh cũng tới, nhưng trời đã tối. Do không có thám sát trước, lính Cộng sản Bắc Việt gặp bối rối và bị kềm chân bởi hỏa lực mạnh. Lúc nửa đêm, trung đoàn trưởng Cộng sản Bắc Việt ra lệnh rút lui vì bị thiệt hại nặng gây ra bởi tiểu đoàn 3 trung đoàn 53 Việt Nam Cộng Hòa. Hân hoan trước tên này, tướng Phú đã thăng cấp đại tá cho trung tá Võ Ân và nói ông này hãy giữ vững tinh thần và tiếp viện đang tới. Chẳng bao lâu máy bay thả tiếp tế cho lực lượng phòng thủ, các quân tạc cơ tấn công các vị trí tình nghi của Bắc quân. Và tướng Phú ra lệnh cho lực lượng đặc nhiệm của địa phương quân trên quốc lộ 21 phá vỡ các nút chặn bằng mọi giá. Trong khi trung đoàn 53 đã anh dũng đẩy lùi các cuộc tấn công này của Bắc quân, tướng Hoàng Minh Thảo lập kế hoạch tấn công hai tiểu đoàn của trung đoàn 45 tại đồi 581. Trung đoàn 45 được xem như trung đoàn giỏi nhất của sư đoàn 23. Nhưng ở đồi này, thành tích của họ đã trái ngược với trung đoàn 53. Lý do chính là họ không có hệ thống phòng thủ kiên cố và lính tráng bỏ đơn vị để tìm gia đình. Trung đoàn 24 sư đoàn 10 Cộng sản Bắc Việt được hỗ trợ mạnh mẽ bởi thiết giáp và một tiểu đoàn phòng không đã bí mật di chuyển tới vị trí vào đêm 13 tháng 3, trong khi các máy bay Hỏa Long C-119 bay liên tục trên vị trí của trung đoàn 45, thả hỏa châu và bắn vào các nơi nghi ngờ Bắc quân tập trung quân. Bắc quân đã vào vị trí để chờ lệnh tấn công. Lúc 7 giờ sáng ngày 14 tháng 3, khi tướng Phú bay tới Vịnh Cam Ranh để gặp Tổng thống Thiệu, Bắc quân đã tấn công một tiểu đoàn Việt Nam Cộng Hòa đã giữ được đồi, trong khi tiểu đoàn thứ hai đang tái phối trí ở cách đó 800 mét. Hỗ trợ cho họ chỉ là một pháo đội 105 ly của địa phương quân gần đó và yểm trợ khi có khi không của không quân. Khi thấy bộ binh và xe tăng Cộng sản Bắc Việt tràn lên đồi 581 để tấn công, lính Việt Nam Cộng Hòa tan hàng. Sau khi chiếm đồi, bộ binh và xe tăng Bắc quân tràn xuống mặt bên kia của đồi và giao chiến với tiểu đoàn thứ hai của Việt Nam Cộng Hòa. Súng phòng không đã hạ thấp nòng để phối hợp với hỏa lực của T-54 tấn công lính Việt Nam Cộng Hòa.
Lúc 11 giờ sáng, Bắc quân đã đè bẹp tiểu đoàn thứ hai này và tràn xuống quốc lộ 21. Chẳng bao lâu họ đã tới cây cầu đầu tiên ở phía đông của bang Mây Thuộc, một đại đội địa phương quân giữ cầu. Nhưng khi thấy xe tăng, lính phá cầu và rút lui, lính công binh của sư đoàn 10 Cộng sản Bắc Việt nhanh chóng lập một cầu ngầm để xe tăng tiếp tục đuổi theo. Sau khi qua cầu cạn này, Bắc quân đã gặp một pháo đội địa phương quân ở cách cầu khoảng 600 mét. Thiết giáp Cộng sản nổ súng và Bắc quân chiếm 4 khẩu 105 và hàng trăm đạn đại bác. Bắc quân tiếp tục trên quốc lộ 21, nơi họ tấn công một tiểu đoàn địa phương quân bảo vệ một thành phố nhỏ. Tính đến trưa ngày 14 tháng 3, sư đoàn 10 Cộng sản Bắc Việt đã đánh tan 3 tiểu đoàn, giết 200 lính Việt Nam Cộng hòa và bắt sống nhiều tù binh và tịch thu hàng trăm vũ khí. Tóm lại, trong một trận chiến ngắn ngủi, trung đoàn thứ 2, ý nói trung đoàn 45 của sư đoàn 23 đã bị thiệt hại nặng và bàn đạp chánh của tướng Phú đẩy lại bang Mây Thuộc đã thất bại. Trong khi đó, tư lệnh của sư đoàn 23, chuẩn tướng Tường ra lệnh cho những thành phần còn lại của trung đoàn 45 phải bắt tay với liên đoàn 21 biệt động quân tại làng Nông Trại nằm trên quốc lộ 21, khoảng 19 cây số đông của bang Mây Thuộc. Nói thêm là làng này có tên là Nông Trại vì trước đây là nông trại của phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, còn được gọi là Trĩ Ông Kỳ, lời người dịch. Bất hạnh thay, Bắc quân đã nghe được lệnh này, họ liền gửi trinh sát để theo dõi các cố gắng của Việt Nam Cộng hòa đang lập một phòng tuyến quanh Nông Trại, cách đó khoảng 8 cây số về phía đông là quận lỵ Phước An, nơi đặt bộ tư lệnh tiền phương của sư đoàn 23 Việt Nam Cộng hòa. Trong khi tướng Tường cố gắng tập hợp những đơn vị còn lại, kế hoạch của tướng Phú lại lần nữa bị gián đoạn do trục trặc kỹ thuật của các trực thăng khổng lồ CH-47. Số máy bay khả dụng ngày càng ít hơn. Tin tưởng của tướng Phú rằng ông có thể thực hiện được vận chuyển theo kiểu Mỹ, một trung đoàn giờ đây đã sai lầm. Dù có trực thăng tăng phái từ các quân khu khác, tính tới chiều ngày 14 tháng 3, ngoài trung đoàn 45 đã kể ở trên, chỉ có thêm một tiểu đoàn và bộ chỉ huy của trung đoàn 44 do trung tá Ngô Văn Xuân chỉ huy được thả gần Phước An. Phần còn lại của trung đoàn này sẽ được vận chuyển vào ngày kế. Xin nói thêm của người dịch. Theo trung tá Xuân, đó là tiểu đoàn 3 trung đoàn 44 của đại quý Trần Hữu Lưu và đại đội 44 trinh sát của đại quý Mạnh, quân số tổng cộng khoảng 600 người. Phần còn lại của trung đoàn 44 đã không được bóc vì các trực thăng được dùng để tải bộ tư lệnh của quân đoàn 2, hay tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 của trung đoàn 44. Sau này đã tan rã trên liên tỉnh lộ 7, trung tá Vũ Mạnh Cường trung đoàn phó bị bắt, sau này chết cháy trong thùng co nát của trại tù Hàm Tân, đại quý Phó tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 2 trung đoàn 44 tự sát trước khi bị bắt. Tình hình còn tệ hại hơn khi Cộng sản Bắc Việt đã tạo nút chặn trên quốc lộ 21 giữa Phước An và bờ biển, khiến phải tiếp tế bằng trực thăng. Với số chuyến bay càng ngày càng giảm do hạn chế xăng dầu và thiếu phụ tùng, không quân không thể chở xe tăng và pháo binh. Hơn nữa, thời tiết xấu và đe dọa thường trực từ hỏa tiễn SA-7 đã giảm thiểu hoạt động của máy bay. Lính Việt Nam Cộng hòa giờ đây đã chiến đấu không có yểm trợ của không quân và pháo binh. Sau thất bại của trung đoàn 45, tướng Phú nhận ra rằng tình hình quanh bang Mây Thuộc đã thay đổi đột ngột. Dù có lệnh mới của Tổng thống Thiệu, tướng Phú đã quyết định rằng sẽ vô ích nếu định tái chiếm bang Mây Thuộc mà không phá vỡ các nút chặn trên quốc lộ 21. Ngày 15 tháng 3, tướng Phú ra lệnh cho tướng Tường không phản công. Thay vào đó, tướng Tường sẽ tấn công các nút chặn này từ phía Tây trong khi địa phương quân đánh từ phía Đông. Tướng Phú cũng hủy bỏ việc vận chuyển phần còn lại của trung đoàn 44 và dùng số trực thăng này để chuyển bộ tư lệnh của quân đoàn về Nha Trang. Tuy nhiên, Hoàng Minh Thảo không để cho tướng Phú củng cố lực lượng. Trung đoàn cuối cùng của sư đoàn 10 đang ở Đức Lập, phía tây của bang Mây Thuộc, được lệnh tiến về bang Mây Thuộc. Và đến vào sáng ngày 15 tháng 3, hai trung đoàn khác, trung đoàn 24 và 66, được lệnh tiến ở phía bắc và nam của quốc lộ 21 và gặp nhau ở Nông Trại.
Họ phải đi bộ 24 cây số xuyên núi rừng vào cuối mùa khô để tới vị trí. Trời nóng, địa thế hiểm trở, thiếu nước uống gây khó khăn cho Bắc quân, nhưng giúp họ tránh được máy bay Việt Nam Cộng Hòa. Mũi tấn công chính gồm một tiểu đoàn bộ binh có thiết giáp và một tiểu đoàn phòng không sẽ đánh vào tuyến Việt Nam Cộng Hòa tại nông trại. Vào sáng ngày 16 tháng 3, sư đoàn 10 tấn công, mây mù che phủ khu vực đã khiến máy bay gặp khó khăn. Thiết giáp Cộng sản Bắc Việt chạy nhanh trên quốc lộ 21 và dễ dàng xuyên thủng phòng tuyến của trung đoàn 45. Hai gọng kèm này của Bắc quân đã tràn vào nông trại. Lính Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng và một số trúc chạy về phía sau và thiết giáp Cộng sản Bắc Việt tiến về Phước An. Đến khi trời không còn mây mù, máy bay Việt Nam Cộng Hòa đã xuất hiện và bắn cháy vài xe tăng và giúp cho các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa tại Phước An rút lui kịp thời. Sau đó, trong khi bay gần mặt trận, tướng Tường đã bị thương nhẹ trên mặt do mảnh đạn phòng không bắn trúng máy bay. Ông bay về bệnh viện ở Nha Trang. Tướng Phú nổi giận, ông khiển trách tướng Tường hèn nhát và cất chức y. Kế đó ông bay tới phòng tuyến đang tan rã gần Phước An. Ông chỉ định đại tá Lê Hữu Đức phụ trách về bình định của quân đoàn. Chỉ huy sư đoàn 23, đến chiều 16 tháng 3, sư đoàn 10 Cộng sản Bắc Việt đã hoàn toàn kiểm soát Phước An. Vì các phần tử của sư đoàn 23, địa phương quân của tỉnh Đắk Lắk và liên đoàn 21 biệt động quân đều thất bại, tướng Phú lần nữa ra lệnh cho đại tá Lý Bá Phẩm, tỉnh trưởng Khánh Hòa, phải dẹp bỏ nút chặn trên quốc lộ 21. Ông chỉ thành công phần nào, dù ông đã dẹp nút chặn ở phía nam của quốc lộ 21, vị trí chánh ở đồng Chu Cúc vẫn còn trong tay trung đoàn 25 Cộng sản Bắc Việt. Cuộc tấn công này của tỉnh Khánh Hòa đã bị trở ngại vì một tiểu đoàn trưởng địa phương quân của tỉnh là nội tuyến của Cộng sản. Đại tá Đức đã nhận một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Đêm đó, 5.000 dân tị nạn từ Ban Mỹ Thuộc đã tới phòng tuyến Việt Nam Cộng Hòa ở Đông Phước An. Khi xuống kiểm tra các đơn vị, ông phát hiện quân số giảm thiểu nghiêm trọng, hoặc do địch hay do đào ngũ vì lính bỏ đơn vị tìm gia đình. Xin nói thêm của người dịch là Trung đoàn 45 và Liên đoàn 21 biệt động quân có trại giao binh ở Ban Mỹ Thuộc, nên khi được lệnh tiến về Ban Mỹ Thuộc, họ đã tự động bỏ đơn vị để tìm gia đình. Liên đoàn 21 biệt động quân chỉ còn chưa tới 240 người trên quân số bình thường là 1.000. Chỉ có hai tiểu đoàn của liên đoàn này tiến vào Ban Mỹ Thuộc. Trung đoàn 45 chỉ còn khoảng 200 người trên 2.500 người. Bộ tư lệnh sư đoàn 23 chỉ có 42 người. Phần lớn các đơn vị như truyền tin, vận tải, công binh đã tan rã. Chỉ có một tiểu đoàn của trung đoàn 44 đã kể ở trên còn đầy đủ quân số. Nói thêm, lính của trung đoàn 44 có trại giao binh ở sông Mau, Bình Thuận. Với cuộc phản công của Việt Nam Cộng Hòa bị phá sản, lệnh mới của tướng Thảo là phải tiêu diệt căn cứ của trung đoàn 53 ở Phụng Dực, phía đông Ban Mây Thuộc. Ông này gửi thêm 4 xe tăng và thêm pháo và rút trung đoàn 66 sư đoàn 10 từ nông trại tăng cường cho trận đánh này. Họ chia thành hai mũi, trung đoàn 66 từ phía Bắc và trung đoàn 149. Sư đoàn 316 từ phía Nam, pháo binh bắn mãnh liệt để mở đường, kế đó công binh dùng chất nổ để mở lỗ hổng trên các hàng rào kẽm gai. Lúc 3 giờ chiều ngày 16 tháng 3, pháo bắn dọn đường, trong 90 phút đạn rơi như mưa xuống phòng tuyến, phá hủy xe cộ và khiến căn cứ bốc cháy. Lúc 4 giờ 30 chiều, xe tăng tiến sát và bắn vào các băng cơ trên thành lũy bằng đất của căn cứ. Kế đó, công binh tiến vào hàng rào dùng chất nổ để tạo lối đi cho bộ binh tiến vào. Dù đã bị pháo kích dữ dội, ngay khi công binh Cộng sản Bắc Việt xuất hiện, lính Việt Nam Cộng Hòa đã dùng đại liên và cối chống trả. Hai mũi tấn công này của Cộng sản Bắc Việt bị thiệt hại. Và sau khi cố gắng xuyên phòng tuyến Việt Nam Cộng Hòa, họ hết chất nổ, thiết giáp cũng sa lầy. Một xe tăng trúng hỏa tiễn M72, chiếc khác rơi vào hào chống xe tăng. Sau 9 giờ, hai mũi tấn công đều không chọc thủng thành lũy bằng đất này. Dù bị thiệt hại, càng lúc càng gia tăng, Bắc quân tiếp tục tấn công. Khi đêm xuống, các xe tăng tiến sát thành lũy này của trung đoàn 53. Suốt đêm họ bắn vào các vị trí Việt Nam Cộng Hòa.
bắn vào bất cứ những gì chuyển động hay bắn trả. Trong lúc đó, lính hậu cần chuyển đạn và chất nổ ra tuyến đầu. Sau khi mở một con đường qua các hàng rào kẽm gai trong đêm, vào lúc bình minh, công binh Cộng sản Bắc Việt đã phá vỡ bức tường đất này. Xe tăng tràn vào căn cứ, theo sau là bộ binh. Lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 3, Đại tá Ân cùng với khoảng 100 chiến sĩ đã mở đường máu trút về Phước An. Tóm lại, họ đã tử thủ trong 7 ngày chống lại các cuộc tấn công của Cộng sản Bắc Việt có pháo binh bắn ồ ạt và xe tăng mở đường. Họ đã hạ 5 xe tăng và hạ hàng trăm Bắc quân. Vào ngày 24 tháng 3, Đại tá Ân và 30 binh sĩ đã tới Nha Trang. Trên quốc lộ 21, tư lệnh của sư đoàn 10 tập hợp bộ tham mưu để dứt điểm sư đoàn 23 Việt Nam Cộng Hòa. Họ chỉ còn phải tiêu diệt đơn vị còn lại và cuối cùng của sư đoàn 23, đó là trung đoàn 44. Thật sự chỉ là tiểu đoàn 3 của trung đoàn 44 và đại đội trinh sát của trung đoàn, vì hai tiểu đoàn còn lại ở Pleiku. Trung đoàn 28, sư đoàn 10 sẽ thay thế trung đoàn 24 quá mệt mỏi. Một tiểu đoàn bộ binh hỗ trợ bởi thiết giáp và phòng không tiến theo quốc lộ 21. Hai tiểu đoàn bộ binh khác sẽ đi vòng và vây chặt trung đoàn 44. Sáng sớm ngày 17 tháng 3, trung đoàn 28 tấn công. Dù trung đoàn 44 Việt Nam Cộng Hòa có kháng cự phần nào, Bắc quân đã chọc thủng phòng tuyến và tiếp tục về hướng đông. Trong tuyệt vọng, tướng Phú lập tức chuyển trung đoàn 40 của sư đoàn 22 đang là trừ bị ở Bình Định tới quận lỵ Khánh Dương để lập phòng tuyến mới. Tướng Phú đã gọi Tổng thống Thiệu và cầu khẩn xin viện binh. Lữ đoàn 3 dù đang xuôi nam từ quân khu 1 đã đổ bộ lên Nha Trang và lập phòng tuyến ở đèo Mrát nằm giữa Khánh Dương và bờ biển. Vào trưa ngày 18 tháng 3, sư đoàn 10 đã tới sát Khánh Dương và bắt sống hơn 2.000 quân chủ lực và địa phương quân. Sư đoàn 23 đã bị tiêu diệt và không thể phục hồi. Xin nói thêm, sư đoàn này không thể bổ sung quân số và vũ khí để tiếp tục chiến đấu như sư đoàn 22, cũng của quân đoàn 2, vì sau đó sư đoàn 22 đã được gửi tới Long An và chiến đấu tới ngày 30 tháng 4 khi có lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh. Lời của người dịch. Dịch từ trang 189 tới 196 của sách Black April, San Jose ngày 5 tháng 3 năm 2021. Người dịch, Tài Trần. Xin cảm ơn anh Tài Trần và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.